All right, so this is the last section of this test. It's lower leg soft wax, and you have 15 minutes to complete this section. So first you sanitize your hand. Bây giờ là mình wax cái lower leg của người khác của mình. Trước tiên là mình sanitize cái tay của mình. And then em đầu mình cầm cái xếp lên đây. Trước tiên mà mình phải cleanse cái air mà mình sẽ wax. Cái temperature của cái wax. Just an after wax product. To clean our area. And that's it, we are done with the front legs, lower leg soft wax.